đáng nhớ nhất thì chắc chắn là cái phân đoạn hiếp dâm. Chính chắc chắn là phân đoạn đấy rồi, tại vì là bản thân mình khi mà tham gia cái phim này đã là tham gia lần đầu tiên, chưa có một kinh nghiệm nào đi làm phim hay như nào cả, đã là khó rồi mà lại chỉ có vài ngày đầu thôi, còn đang bỡ ngỡ mà đã phải quay cái cảnh mình hấp diêm cô ca nương ở bụi chuối, quả thực là khó. Ngoài ra còn có rất nhiều cảnh khác cũng ấn tượng không kém, và chắc chắn là sẽ nhớ rất là lâu. Đấy là cái cảnh quay ở chùa thầy mà thời tiết lạnh như bây giờ ấy, đã là lạnh rồi nhưng mà cái thời điểm đó còn lạnh hơn rất là nhiều, thời tiết chỉ khoảng 12-13 độ C thôi, mà có cảnh là mình nhảy xuống, bị đẩy xuống nước, xuống hồ. Thì cái thời gian đó mình nghĩ lại bây giờ cũng thấy rùng mình thì rất là lạnh. Cảnh đó thì đúng là rất là khó mà phải quay đi quay lại đúng là rất nhiều lần. Thì cái cảnh đó là nhân vật đột là bế cô ca nương này bắt vào bụi chuối và đã hiếp dâm. Còn cái khó khăn cái cảnh đó thì đương nhiên là mình quay lại phải đến 3 hay 4 đúp gì đó. Thì đến lúc cuối cùng thì bản thân Thanh Hương là đóng vai nương là đã hướng dẫn gọi ra một góc là không có máy quay, không có đoàn phim, không có gì cả, và đã ngồi là chỉ dạy mình tận tình là cách hiếp dâm ra sao, mà bắt đầu từ lúc cởi áo rồi rằng co rồi xé áo rồi bóp cái này bóp cái nọ. Cảm xúc thật thì mặc dù mình là người hấp diêm nhưng mà mình run, rất là run, bởi vì một người bạn diễn cũng mới có quen vài ngày thôi mà bây giờ mình xé quần xé áo ra xong rồi mình ABCZ xung quanh lại còn đèn đóm rồi là máy quay rồi đạo diễn rồi là ekip nhìn vào, tất cả con mắt nhìn vào, rất là khó diễn. Bản thân mình cũng nghĩ là mình cứ tập trung trong đầu thôi, là thôi cố gắng lên. Hương đã gọi ra và đã truyền đạt những cái gì mà kinh nghiệm của Hương đã diễn, thì mình cứ cố gắng đi. Mà tại vì mình cũng cố gắng, tất cả đoàn cũng sẽ còn thức nữa, tại vì lúc quay khá là muộn vào buổi đêm ở một cái vườn chuối. Có chứ, rất là nhiều, nhưng mà cũng rất may là có đạo diễn, phó đạo diễn, rồi là kể cả quay phim, rồi những bạn diễn nữa là họ đều có cái giúp đỡ và chia sẻ để cái bí quyết mình diễn được cái thành công của cái vai đột trong phim như ngày hôm nay. Nương, nếu không lấy tôi thì em sẽ sống ra sao hả? Tôi sẽ bắt sát tất cả những thằng đàn ông dám vén mảng đến cô. Cô nhớ đấy. Thôi, em chỉ thế thôi.